Rồi thì Đại xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh nha mọi người. Thì video hôm nay thì Đại sẽ lên cho mọi người một con nén nha. Nói chung là con này là hàng sưu tầm mọi người, siêu lướt siêu whip luôn nha. Đó, giá trị không rẻ nha mọi người. Thì này là nén xịt thuốc rửa xe nha. Thì này cũng Maruyama mọi người, MS415 nha. Hàng này là hàng bãi về nha mọi người ha. Đó, thì con này chắc có một số anh em thì xem kênh sẽ biết ở đâu nha. Nhưng mà thì cái này thì Đại đã mua trước rồi mọi người. Đại mua từ bên Nhật lúc chưa về lận nha. Thì Đại đã mua rồi. Đó thì hôm nay thì Đại quay để giới thiệu cho mọi người lại nha. Thì nếu mà mọi người cần thì cứ alo cho Đại nha. Thì hàng này kêu bằng đỉnh của đỉnh nè mọi người, đỉnh của chớp nha. Rồi thì mọi người thấy đây là đi theo là cái dàn khung của nó nè mọi người. Thì Đại quay cái khung trước là dục ra cho nó chống chỗ đi ha. Rồi Đại quay lại cái nén nha. Thì cái khung của nó đi theo là nó nguyên cái bản nè mọi người. Mọi người thấy khung rất là đẹp luôn nha. Đây, còn vàng luôn nè mọi người. Đây, tay lái mấy cái tay đệm là còn nguyên hết nè. Quá xuất sắc luôn nè. Nó xi đẹp thiệt mọi người. Cái sắt của người ta nó xi nè. Đó, ở dưới mọi người thấy chưa xét luôn nè mọi người thấy không. Rất là đẹp nha. Rồi thì quay trở lại thì con này thì con này là da lòng đen nha mọi người, da lòng đen ha. Da 25 ly nha. Hàng này là đời cao chót vót nè mọi người. Thì 45 tới 47 nha. Bầu hơi bầu áp nè. Cái bầu áp này nó mọi người nhìn nó sẽ gọn hơn của thằng 410 một chút nha, nhưng mà nó làm bự ra mọi người. Nhìn thì cảm giác nó hơi bự ra hơn chút ha. Rất là đẹp mọi người. Mình coi cái nước xi nước mạ đó nè. Thì con này về đã chưa có rửa nha mọi người, không có rửa, không có làm gì hết. Tại nó đẹp gì rồi nên là không có rửa luôn mọi người. Tại giữ nguyên gì nha. Đây, số sơn ghi đây nha mọi người, 0156 ha. Đó, thì ghi nè. Còn bụi nhật gì nó dính đầy đủ hết, tại chưa có, nói chung là không có làm gì hết, không dám làm gì hết mọi người. Như là chưa xài luôn á. Rất là đẹp mọi người nè. Đấy, hàng này là siêu siêu lướt. Đó. Thì xài thì bao bền luôn mọi người. Xài nói chung là xài kỹ không bị mất nước này kia ha. Xài rồi xúc rửa thì bền lắm. Đồ phụ tùng thay thế thì nó có đồ chính hãng luôn mọi người ha. Nên là cũng yên tâm mọi người. Khi mình mua những cái đồ nó mất tiền mà nó có lại cái phụ tùng mà để mình thay thế thì nó mình xài nó rất yên tâm cái vấn đề sau này nha mọi người. Này thấy là chữ nghĩa nè, còn nguyên luôn ha. Đây, tay chỉnh áp nè, đẹp len keng xà beng mọi người. Hết bài máy nha. Da 25 ly, siêu đẹp. Đây mọi người thấy nè, nhớt của nó nè mọi người, còn sáng tròn luôn nha. Dưới này thì nó có đóng mắt in da băng luôn ha. Cặp chân zin của nó luôn nè. Nè mọi người thấy cặp chân này nè, đen mung ha. Đó thì con này lưu lượng thì nó cũng như 410 thôi mọi người. Đây MS415 ha, thì mắt in da băng nè. Thì lưu lượng nó ở dòng tua 1001 là 32 lít mọi người, dòng tua 1500 là 41 nha. Thì về nếu mà nó xài motor thì motor thì phải nói chung tùy theo thôi mọi người. Nói chung là tùy theo cái mình xài mình đi bu ly thôi nha. Giờ 2 ngựa xài cũng được, nhưng mà có nghĩa là nếu mà muốn ngon thì phải 3 ngựa mọi người ha. 3 ngựa thì tại vì mọi người đi cái motor nó nhỏ thì mọi người đi cái bu ly nó nhỏ lại, nó chậm lại thì xịt nó sẽ có thể nó dẫn được, nhưng nó không có đủ áp mọi người, nó không phê thôi ha. Còn máy nổ thì là máy nổ 6 ngựa ha, cốt xéo tôi chậm mọi người. Đây nó có đóng số seri nè mọi người, đóng rất là đẹp mọi người, đóng như xe Honda vậy nè, đóng nổi lên luôn ha. Màu sơn hết ý thiệt. Đó, cặp chân nè, thật sự là giá rất cao mọi người. Nói chung là tại vì nó quá đẹp nha, Đại cầm lòng không được mọi người. Mọi người cũng, nếu mà mọi người nào có đam mê nén thì mọi người cũng hiểu rồi. Đây ốc nè mọi người, ốc trắng nha.
cây đũa của nó nè, chưa cây nào xét hết mọi người, chưa, nói chung là chưa có đổ nước vô lăng luôn mọi người, rất là khít nha. Đây. Đây là quay bên đây cho mọi người xem nha, hàng sưu tầm đây, ốc dàn chân này nó đen như là trong thùng khui ga nha mọi người, chẳng qua là để bãi thì nó bụi thôi ha. Tay tay áp này. Tay này là cái tay chả nước nè mọi người, muốn có áp thì mình gặt xuống nha, đè qua gì nó có áp mọi người. Rồi hai phá zin của nó nè, cái lớn cái nhỏ mọi người, quá trời đá luôn. Tê nha. Nó rồi thì video thì nó con này thì nó chỉ có vậy thôi mọi người, thì để quay cho mọi người xem ha. Rồi thì mọi người nào đam mê thì cùng chung cái đam mê, thì chịu chơi thì alo cho Đại nha. Rồi thì Đại xin chào mọi người ha. Hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo nha. Bye bye.